越南语节目。Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI.Cuối tuần rồi, đi đâu chơi? Các bạn muốn ghé chỗ nào vui, chỗ nào hay, hay là những thông tin thú vị gì, thì xin mời các bạn đón nghe chương mục Gặp nhau cuối tuần. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Gặp nhau cuối tuần. Mình là Thúy Anh. Mình là Khiết Nhi. Hôm nay thì hai đứa mình sẽ nói về chủ đề gì đây? Sắp tới tháng 9 rồi, chuyển nhà thôi. Ủa tại sao tới tháng 9 thì phải chuyển nhà? Chứ như thấy hình như là cái hợp đồng ở Đài Loan mình thuê nhà là mình thuê một năm mà. Thì thường là các bạn sinh viên như mình nè. Thì trước khi vào năm học mới là mình vừa ký hợp đồng để thuê. Thì vừa tới hết tháng 8 rồi. Thì lúc đó là vừa hết hợp đồng một năm, cho nên là có muốn chuyển nhà thì lúc này chuyển nhà thôi. Thế là có nhiều bạn sau khi tốt nghiệp á, các bạn cũng trả nhà cho chủ nhà. Cho nên vào cái khoảng tháng 8 là cái thời điểm mà có rất là nhiều những cái thông tin về thuê nhà ở trên mạng. Cho nên là những ai cần tìm nhà vào lúc này là hợp lý nhất luôn á. Tuần trước là mình nói về sinh viên, tuần này mình cũng nói về sinh viên. Thực ra thì cái kinh nghiệm này không chỉ là giới hạn ở sinh viên ha, nhưng mà đa số là sinh viên hoặc là du học sinh á, thì thường là sẽ đến tháng 8, tháng 9 giống như nói là sẽ có cái suy nghĩ cân nhắc là sẽ chuyển nhà. Và khi mà phải chuyển nhà hoặc là thuê nhà thì tất cả sẽ có những cái cân nhắc nào. Mỗi ngày mình phải đi bộ 10 phút đi ra cái trạm xe buýt hoặc là ra tàu điện ngầm. Thì như vậy rất là bất tiện. Nhưng mà cái này cũng có thể là tại vì Thúy Anh sống ở Đài Bắc, Thúy Anh cảm thấy là không thể nào chấp nhận được cái việc là đi bộ quá lâu để là tới một cái trạm xe buýt. Như bản thân Khiết Nhi á, là người mà tốn rất là nhiều thời gian trên đường đi, trên cái đường để mà đi làm á, thì tại vì nhà Khiết Nhi rất là xa, thì Khiết Nhi lại xem xét là nếu như mà mình không thể nào đi bộ được thì ít nhất là mình phải có một cái phương tiện thay thế, nó phải tiện lợi. Ít nhất là